Em chào chị My, em chào bác sĩ. Chị My vừa làm xong buổi cuối của Dr. Balasita đúng không ạ? Vâng ạ, vậy thì chị ơi, chị cho em xin ít phút để có thể cho quý vị khách hàng cùng trò chuyện với mình chị nhé. Vâng ạ, và quý vị thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại chị My. Thì trước đây thì chị My gặp phải tình trạng đó là bị mụn và bị thâm rất là nhiều. Và sau 5 buổi, hôm nay là buổi cuối cùng rồi, thì chị My đã sở hữu một gương mặt rất là đẹp rồi. Thì chị ơi, chị cảm nhận như thế nào ạ? Thật sự là mình cũng rất là bất ngờ. Vâng. Bởi vì mình không nghĩ là mình có thể lấy lại được cái làn da của ngày con gái như thế này. Vâng, da rất là căng, rất là đẹp rồi đúng không ạ? Rất là bóng, quý vị có thấy không ạ? Căng mướt. Thì bác sĩ ơi, bác sĩ có thể phân tích giúp em là cái tình trạng da của chị My trước và sau khi làm cái công nghệ Dr. Balasita được không ạ? Bạn có thể cho mình mượn cái iPad. Đây. Đây là hình ảnh của chị ấy trước khi mà chị làm công nghệ Dr. Balasita. Cái tình trạng da của chị thứ nhất là da không đồng đều màu. Thứ hai là cái phần mụn bọc và viêm của chị khá là nhiều. Khá là nhiều. Đấy, mụn đúng không ạ? Sau khi mà mình chuẩn đoán thì đây là cái mụn do nội tiết. Chủ yếu là do nội tiết. Đấy, và cái cách chăm sóc của nhà mình không có theo đúng quy chuẩn ấy. Nên là tình trạng mụn nó chỉ cần ngày càng nặng lên mà nó không có thuyên giảm. Thì sau cái quá trình mà 5 buổi của chị ấy, thì mình chỉ mất có một buổi để điều trị mụn thôi. Còn sau đấy là mình giảm thâm và làm khỏe cái nền da. Đấy, thì đây là kết quả cuối cùng của chị ấy. Bây giờ chị My cảm thấy như nào vậy ạ? Có hài lòng với kết quả này không ạ? Thật sự là rất là hài lòng. Rất là đẹp đúng không? Đến buổi thứ 3 là đã cảm thấy là nó khá là ổn rồi. Vâng. Hài lòng rồi. Nhưng mà đây là mình muốn làm đến buổi thứ 5 để thấy bắt đầu là cái mụn nó đã hết nhá, chỉ còn một chút thâm mụn thôi đúng không? Sạm do thâm mấy lại thôi, còn lại thôi. Vâng. Thì da hôm nay rất là đẹp rồi. Hôm nay là một phần để cảm ơn bà chị chồng. Hôm nay chị Giang là không đi cùng chị ạ? Chị Giang không, chị Giang xong từ hôm chị từ buổi thứ 3 rồi. Thế ạ, vâng ạ. Và phần lớn là phải cảm ơn Bali rất là nhiều. Vâng ạ, đội ngũ Bali thì lúc nào cũng sẽ rất là tâm tận tình với quý vị khách hàng rồi. Thì quý vị đang khách hàng đang tò mò một chút xíu, đó là không biết là cái tình trạng mụn của mình nó diễn ra được bao lâu rồi ạ? Nếu mà tính đúng ra là nó phải được 10 năm. 10 năm là sống chung với mụn ý ạ? Đúng rồi. Một đó thời gian cũng khá là dài. Đấy là sau khi chị sinh bé thứ nhất. Vâng. Năm 2010 đến bây giờ 2010 đẻ thứ nhất xong là bắt đầu nó đã lên. Xong rồi đến lúc năm 2016 đẻ bé thứ hai nó lại càng dày hơn. Có nghĩa là cái nội tiết tố của mình nó càng có đẩy lên loạn. Đúng rồi. Số loạn cái nội tiết của mình nên là càng ngày càng nhiều mụn và càng thâm mụn. Thì chị đã sử dụng qua những cái biện pháp xử lý mụn nào chưa? Chung là chị thử nhiều lắm. Anh cũng mất tiền cho chị đi làm nhiều. Chung là kiểu xử lý mỹ phẩm hoặc các cái sản phẩm trị mụn ấy. Vâng. Tất cả đều không hiệu quả. Vâng ạ. Mà mặt ông ấy càng ngày về nhìn mặt vợ ông, mặt ông càng xị ra, kiểu cả vợ cả chồng đều bị stress ấy. Vâng. Vậy thì là đến hôm nay là chị ra chị xuống, trước hôm chị xuống một tuần, chị bảo chứ My ơi, tao dẫn mày đi làm cái này vì ngày xưa tao nhìn mày giống tao lắm. Tao cũng bị sạm xong rồi là mụn miếc bọc các thứ, viêm mủ lên rất là nhiều. Thế là ông hôm bên cạnh ông mới nghe được. Đi. Chị My là có một anh chồng rất là tâm lý rồi. Đấy, thế là hôm đầu lên thì ông bảo là chuyển tiền cho đi trước nhá. Xong là chưa mà thiếu gì ấy, nhắn tin một câu lại có tiếp nhá. Đấy, thế là bà ra mà cứ bảo chứ tao ước ao của như mày thôi, đừng ước. Ước để làm gì? Đó thì đúng là khi mà có một người chồng rất là tâm lý và chiều chuộng vợ như vậy thì chị em phụ nữ nào cũng đều ước ao là mình có một người chồng như vậy. Thì là chị My là một người rất là may mắn khi có một người chồng rất là yêu thương và chiều chuộng mình. Thì không biết là em đang tò mò, không biết là hôm nay mà mình ra về thì chồng mình có ngạc nhiên với kết quả này không? Chị cũng biết là mặt ông sẽ chắc từ mấy buổi sẽ trước là kiểu gì ở đâu mà rồi. Tại vì buổi trước anh đã thay đổi rồi. Anh cũng thấy là có phần nó thay đổi đi rất là nhiều rồi. Vâng. Vì hôm nay là da đã rất là mỹ mãn rồi, rất là đẹp rồi. Và em rất là cảm ơn sự tin tưởng của chị dành cho thẩm mỹ quốc tế Bali. Và quý vị thân mến, quý vị vừa được chứng kiến một ca rất là thành công trị mụn và trẻ hóa da tại thẩm mỹ quốc tế Bali với công nghệ Dr. Balasita. Và quý vị đang gặp phải tình trạng da là mụn này, thâm mụn hoặc là các dấu hiệu lão hóa thì hãy đến ngay thẩm mỹ quốc tế Bali tại địa chỉ 463 Kim Mã Ba Đình, Hà Nội, hoặc quý vị có thể gọi điện hotline là 0386 463 463 để được đặt lịch cũng như tư vấn nhé. Xin chào và gặp lại trong những livestream lần sau.